Cô dâu 62 tuổi xúc động khi chú rể 26 tuổi yêu cầu giữ nguyên bức hình cưới với chồng quá cố ở phòng khách. Trước ngày cưới, ngồi phòng khách, nhà chị Thu Sa vẫn treo hai tấm hình ảnh cưới của chị cùng người chồng quá cố. Chị cho biết đó là do chồng sắp cưới yêu cầu như vậy. Ngày 19 tháng 9, rất nhiều quan khách đã có mặt tại nhà chị Lê Thị Thu Sâu, 62 tuổi, trú ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, để chúc mừng hôn sự của chị vào ngày mai. Nhiều người không khỏi thắc mắc khi trong phòng khách chị treo hai tấm ảnh cưới của chị và người chồng quá cố. Trải lòng mình, chị Sao không kìm, giọt nước mắt xúc động. Anh ấy nói rằng yêu chị nên chấp nhận tất cả những gì chị có, cấm chị thay đổi bất cứ thứ gì cả. Mọi điều mọi thứ trong ngôi nhà này cũng phải giữ nguyên như thế. Chị có bảo anh ấy gỡ ảnh cưới của chị cùng chồng cũ xuống để treo ảnh mới liền bị anh ấy quát. Anh ấy bắt chị giữ nguyên cả những kỷ vật của chồng cũ. Chị cũng không dám thay đổi vì sợ anh ấy buồn. Vì ngồi phòng khách không còn chỗ để treo nữa, tấm ảnh cưới của hai vợ chồng được treo trong buồng trong. Chị thực sự hạnh phúc và tự hào vì có một người yêu thương mình như thế. Ngoài kia không biết bao nhiêu người đang mong ước có người yêu thương mình thật lòng như chị. Ngồi nói chuyện với quan khách, chị Sao nói rất nhiều về người chồng trẻ của mình. Chị kể rằng ngày trước cũng chỉ chơi như chị em bình thường, có lên nhà anh Cương chơi nhiều lần như người thân quen nhưng không hề nghĩ gì cả. Một lần đi dạo giữa đồi hoa, anh ấy hái chùm hoa rồi quỳ xuống tặng chị và nhờ người khác chụp hình. Chị cứ nghĩ là chị em đùa nhau bình thường thôi. Thế nhưng tối về, anh ấy đăng cái ảnh đó trên Facebook cá nhân với nội dung cầu hôn. Nhìn thấy, chị rất sốc, đã gọi điện trách mắng cho rằng chuyện như vậy không hay và ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Thế nhưng anh nói rằng đó là tấm lòng thật của anh. Lâu dần, chị bị sự chân thành đó lay động và kết quả như bây giờ. Chị Sao cho biết để có được hôm nay, chị và anh Cương đã nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, mặc kệ bao nhiêu lời gièm pha dị nghị. Người ta nói, người ta cười, người ta nghi ngờ. Nhưng kể người ta, mình sống thật với bản thân, không sai trái, không vụ lợi. Người ta càng nói, mình càng phải làm tới cùng, cho người ta biết, chị Sao nói. Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi. Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, họ Sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ. Trước ngày cưới, mẹ chồng đã tặng chiếc áo truyền thống nhiều đời cho chị Sao, nhưng do chiếc áo dân tộc rất khó mặc cho đúng, nên mẹ chồng lại chính tay khoác chiếc áo ấy cho chị và chúc con dâu hạnh phúc. Ngày 20 tháng 9, chị Lê Thị Thu Sâu, 62 tuổi, trú thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng trước sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thu Sâu cho biết chị đang rất hạnh phúc, không phải chỉ vì được chồng trẻ là anh Triệu Hoa Cương, 26 tuổi yêu thương hết mực, mà còn được bố mẹ chồng coi như con gái trong nhà. 10 ngày nay chị chưa về bên nhà chồng, bố chồng hay gọi điện xuống hỏi thăm. Chú nói rằng mong con dâu và nhà gái lên thật là đông. Bên nhà trai đã mổ hơn 4 tạ thịt lợn cùng nhiều thực phẩm khác. Trước ngày cưới, mẹ chồng chị đã tặng chị chiếc áo mà từ đời bà ngoại của mẹ để lại. Nó là chiếc áo truyền thống của gia đình. Bà bảo mong con dâu Út được nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng chị lại không biết mặc chiếc áo truyền thống, nên cách thức mặc cũng phải sao cho đúng. Chính tay mẹ khoác chiếc áo lên cho chị, ôm ấp như là con gái và hỏi Sao vẫn chưa chịu gọi là bà là mẹ, chị Sao chia sẻ. Chị Sao cho biết thêm, dù cho bố mẹ chồng có trẻ hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng họ đã sinh thành và nuôi dưỡng chồng mình, nên chị vẫn sẽ lễ phép và kính trọng. Tuy nhiên hiện chị vẫn chưa dám gọi là bố mẹ, điều đó phải để dành sau lễ thành hôn. Chia sẻ thêm với chúng tôi, bé Triệu Văn Màu, sinh năm 1960, bố của anh Cương cho biết, lúc đầu nghe con trai nó muốn cưới vợ lớn hơn những 35 tuổi thì ông giật mình, phải mất nhiều thời gian mới chấp nhận được. Tuy nhiên hiện tại thì gia đình rất hạnh phúc và mong con dâu từng ngày. Sao đã lớn tuổi, việc sinh đẻ có thể khó khăn, là ông bà ai cũng muốn có con cháu để bế bồng, nhưng vì tình yêu của con thì chúng tôi cũng chấp nhận. Sao trẻ hơn tuổi và rất khéo léo, chúng tôi rất hạnh phúc và mong những điều tốt đẹp nhất cho các con, bác Màu nói. Để chuẩn bị cho đám cưới, hai vợ chồng chị Sao xuống Hà Nội thử váy cưới và thuê thợ trang điểm. Cô dâu 61 tuổi còn tự tay may gối, chuẩn bị chăn cưới cho ngày vui của mình. Hiện tất cả mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ đến ngày tổ chức. Tôi và chồng đều hạnh phúc, hồi hộp chờ từng ngày. Đến giờ mọi thứ đối với tôi vẫn như một giấc mơ. Tôi không thể tin được là ở tuổi này tôi lại có thể một lần nữa được mặc váy cô dâu và tìm được hạnh phúc của mình, chị Sao xúc động nói. Được biết nhà chú rể Hoa Cương sẽ tổ chức đám cưới theo đúng phong tục truyền thống của người dân tộc Dao, trong đó bố mẹ chú rể đã mổ 4 tà lợn cùng nhiều gà và đồ ăn khác. Được biết nhà chú rể Hoa Cương sẽ tổ chức đám cưới theo đúng phong tục truyền thống của người dân tộc Dao,
Trong đó, bố mẹ chú rể đã mộ 4 tà lợn cùng nhiều gà và đồ ăn khác. Phòng cưới của con trai, con dâu cũng được gia đình trang hoàng, sắm sửa vật dụng cần thiết. Chia sẻ với phóng viên, ông Triệu Văn Mậu, sinh năm 1960, bố chồng chị Sao cho biết, hiện tại cảm xúc của ông và vợ đều hồi hộp, hạnh phúc lo cho đám cưới của hai con. Chia sẻ về người con dâu đặc biệt của mình, ông Mận nhận xét, chị Sao là người khéo léo, tình cảm, phải biết cách quan tâm đến người khác. Hai con đã yêu thương nhau thì gia đình cũng không có vấn đề gì. Việc chênh lệch tuổi tác không sao cả, miễn là các con hạnh phúc là được. Số phận đã sắp đặt như vậy, chúng tôi cũng ủng hộ con cái, ông Mẫu nói. Bộ váy cưới truyền thống dân tộc Dao được mẹ chồng chị Sao đích thân tặng cho con dâu trong ngày vui trọng đại. Trước đó, chuyện tình của chị Sao và anh Cương từng dậy sóng dư luận. Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể mới 26 tuổi, còn cô dâu đã bước sang tuổi 61. Trước khi quyết định về chung một nhà, cả hai đã có thời gian nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, chuyện tình đặc biệt này lập tức gây sốt và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Trước ngày cưới, cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tuổi tiết lộ chuyện bất ngờ. Trong ngày đưa nàng về dinh, chú rể Triệu Hoa Cương cho biết anh sẽ mổ 4 tà lợn, hàng chục con gà cùng nhiều món ăn khác để thích đãi bà con. Trải qua rất nhiều sóng gió cùng những lời đàm tiếu, anh Triệu Hoa Cương quyết định tổ chức đám cưới với cô dâu hơn 35 tuổi, chị Lê Thị Thu Sao. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào 20 tháng 9 tới. Trước ngày cưới, chú rể Triệu Hoa Cương đã có những chia sẻ với phóng viên về chuyện tình của mình. Chú rể Triệu Hoa Cương cho biết anh gặp chị Thu Sao và có cảm tình với chị ngay, lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó trải qua quá trình gặp gỡ, anh càng cảm thấy không thể sống thiếu người phụ nữ này. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, Triệu Hoa Cương nói. Chính vì thế, khi bị cộng đồng mạng chê cười, dễ biểu, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để nói về mối quan hệ của anh với người phụ nữ lớn tuổi, Hoa Cương chỉ im lặng. Anh nói họ không phải mình, không hiểu được tình cảm của mình nên mọi lời nói đều không đáng. Để anh bận tâm, anh tập trung cho cuộc sống riêng và tận hưởng niềm hạnh phúc với người phụ nữ anh yêu. Đến khi tình cảm chín mùi, anh đưa Thu Sao đi đăng ký kết hôn. Ngày 20 tháng 9, anh sẽ tổ chức đám cưới, báo hiệu với bà con, họ hàng và bạn bè thân thích. Hoa Cương cũng tiết lộ tối ngày 11 tháng 9 vừa qua, nhân dịp sinh nhật của Thu Sao, anh đã trao nhẫn đính hôn. Cả hai đã hứa sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Nói về việc tổ chức đám cưới tới đây, Hoa Cương cho biết gia đình anh sẽ làm 40 mâm cỗ, thịt 4 con lợn, mỗi con nặng 1 tạ và hàng chục con gà. Thịt gà lợn sẽ là những món chủ đạo, ngoài ra trong mâm cỗ còn có rất nhiều món ăn khác. Thực đơn mỗi mâm là 8-9 món ăn, chú rể chia sẻ thêm. Đang nói toàn bộ, số thực phẩm này đều do gia đình Hoa Cương nuôi dưỡng và chế biến. Toàn bộ số lợn gà là do bố mẹ tôi nuôi được. Trước khi đón dâu, tôi và gia đình sẽ làm thịt để thích đãi bà con, bạn bè. Quá trình làm cỗ sẽ có họ hàng thân thích hỗ trợ chế biến, đảm bảo mâm cỗ cưới ngon sạch, chú rể 26 tuổi, hồ hởi nói. Anh tâm sự, sau đám cưới hai vợ chồng sẽ ở nhà một đêm tân hôn, rồi trở lại thành phố. Vợ tôi có chút việc bận sau cưới, nên chúng tôi chưa sắp được lịch đi tùng trăng mật. Tuy nhiên tôi không buồn, vì chỉ cần ở bên nhau là chúng tôi thấy hạnh phúc rồi, Hoa Cương nói tiếp. Hoa Cương cũng không giấu cảm xúc khi cho biết, anh đang rất lo lắng và hồi hộp vì đám cưới sắp diễn ra. Không biết các chú rể khác thế nào, nhưng với tôi thấy rất lo lắng và hồi hộp. Tôi mong đám cưới đến thật nhanh, vì sau đó tôi sẽ chính thức có người thương cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chú rể Triệu Hoa Cương chia sẻ.